Mà trước em mất rồi, đôi mình mình xa xôi, gia đình mong tin vui, lo sợ này quá thôi. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, Ninh Bình thông tin, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy ba cháu bé ở trong một ngôi nhà bỏ không, khóa cửa ngoài, cách nhà các cháu khoảng 40 mét ở thôn 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Niềm vui vỡ òa khi tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình cùng công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương tìm thấy ba cháu bé trong tình trạng khỏe mạnh. Sau 3 ngày đêm mất tích đầy lo lắng, ba anh em Trần Anh Tú, 12 tuổi, Trần Thủy Tiên, 8 tuổi và Trần Anh Tài, 5 tuổi, ở xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã được tìm thấy an toàn. 3 ngày, 3 đêm dài đằng đẵng, một gia đình, một cộng đồng như ngừng thở trước sự mất tích bí ẩn của ba cháu nhỏ. Nhưng rồi, một phép màu đã đến. 9 giờ 40 phút sáng ngày 25 tháng 9, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy ba cháu bé trong căn nhà 2 tầng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Kiên. Những ngày qua, căn nhà không có người ở, cách nhà cháu gần 100 mét, theo cháu Trần Anh Tú. Sáng ngày 22 tháng 9, cháu cùng hai em đi ra cổng chơi, thấy nhà bạn Nguyễn Duy Khánh, con trai anh Kiên, đang mở cửa nên Tú dẫn hai em vào trong nhà chơi. Lúc này, cháu Khánh không có trong nhà, Tú dắt hai em lên tầng trên chơi, xem điện thoại, nhà này có wifi. Sau đó, ba cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn nấu cơm, mì tôm và xem điện thoại. Có lẽ, lao về nhà sợ ba và bố mắng, nên ba cháu vẫn ở nhà cháu Khánh đến khi cơ quan công an phát hiện. Dù còn hoảng sợ nhưng rất may mắn, các cháu đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương. Được các đồng chí công an giao lại con, anh Trần Văn Tuấn rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc. Anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, cán bộ phòng cảnh sát hình sự, công an huyện Kim Sơn và chính quyền địa phương đã hỗ trợ tìm các cháu. Trước đó, như đã đưa tin về việc ngày 22 tháng 9, anh Tuấn đến công an xã Kim Tân để trình báo về việc ba con của anh bị mất tích. Cả ba cháu đi khỏi nhà từ khoảng 9 giờ cùng ngày chưa về. Lúc đi, các cháu không đi dép và không mang theo đồ dùng gì. Bình thường ở nhà các cháu rất ngoan. Những ngày qua, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy. Ngay khi nhận được tin báo, công an huyện Kim Sơn, công an xã Kim Tân và chính quyền địa phương đã phát đi thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, huy động lực lượng hơn 100 người tham gia tìm kiếm. Trong đó, đã tập trung tìm kiếm tại các khu vực ao, hồ, mương, sông ngòi gần gia đình. Được biết, ba cháu nhỏ đều đang học các trường học trên địa bàn xã Kim Tân. Hai vợ chồng anh Tuấn đã ly hôn từ lâu, cháu ở với bố và ông bà nội. Có thể thấy rằng, câu chuyện về ba anh em ở Ninh Bình đã khép lại với một cái kết đẹp. Đó là bài học về sự quan tâm, chia sẻ và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với trẻ em. Hãy cùng nhau xây dựng một môi trường sống an toàn để mọi đứa trẻ đều có thể lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc. Anh em giờ đoàn viên, yêu thương trao ngọt ngào, mong ước thêm dạt dào. Xa niềm vui về nhà ta, trẻ thơ cười rộn ràng, gia đình thêm nở hoa, tìm thấy rồi bừng sao trong nhà hoang cùng nhau, gia đình ôm lấy nhau, hạnh phúc tràn ngập mong. Trước em mất rồi, đôi mình mình xa xôi, gia đình mong tin vui, lo sợ này quá thôi. Kim Sơn mưa hoài rơi, anh em nhau lạc trôi, chính quyền gia đình hãy đến tìm gần trong nỗi. Tìm thấy rồi mừng sao trong nhà
cháo ngọt ngào, mong bước thêm dáng dò. Ngày buồn đã trôi xa, niềm vui về nhà ta. Trẻ thơ cười rộn ràng, gia đình thêm nở hoa. Tình thấy rồi mừng sao, trong nhà hoang cùng nhau, gia đình ôm lấy nhau, hạnh phúc tràn ngập máu.